chào quý anh chị đến với dự án Swan Bay. Thưa quý anh chị, tôi là Thành Tấn đến từ phòng kinh doanh của chủ đầu tư Swan City và hiện nay đang triển khai hai dự án là dự án Swan Bay và dự án Swan Park. Thưa quý anh chị, thuộc khu đông thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay tôi đang đứng ở tại khu sân golf có tên gọi là Tích Quang Dông Sàng Country Club. Đó là sân golf được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Tích Quang của Hàn Quốc. Đó là sân golf có diện tích là 84 hecta. Đây là sân golf 18 lỗ thưa các anh chị. Khi những khách hàng cũng như là vào tham quan cũng như là vào chơi ở sân golf này thì chúng ta di chuyển từ bên đất liền qua là chủ yếu, và chúng ta có hai con đường, một là chúng ta đi bằng cano tàu cao tốc, hai là chúng ta đi bằng đường bộ. Thưa quý anh chị, và ở đây thì là cái việc di chuyển rất là thuận lợi, ví dụ như từ trung tâm thành phố qua đây chơi trung bình khoảng 25 phút di chuyển, hay là sau này thì là có cái sân bay quốc tế Long Thành thì việc di chuyển lên dự án đảo Đại Phước chơi sân golf này trung bình khoảng 20 phút. Và ngay bây giờ đây xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi một đoạn flycam về thực địa cảnh sân golf này quý anh chị nhé.